Thina kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay, Thina xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn cách gói bánh ít nhân dừa. Đây là một món ăn dân dã dạ, nhưng rất ngon và được nhiều người thích. Để làm bánh ít nhân dừa thì mình cần có những nguyên liệu sau đây. Hai bịch bột nếp loại của Thái. Nếu như bạn nào sử dụng bột vĩnh thận thì khi làm mình phải giảm lượng nước lại nha. Còn đây là bột của Thái nha các bạn. Nó to hơn nó hút nước nhiều hơn ha tinh bột đậu xanh tinh bột đậu xanh mình mua ở siêu thị hàn quốc đó các bạn các bạn có thể lên online mua cũng được nha dừa nạo ở đây mình sử dụng dừa đông lạnh ha đường thốt nốt đậu phộng rang giả sơ sơ ra rồi mình cần thêm vani vanilla đó các bạn hai sắp lá chuối hai sắp lá chuối này mình rửa thật sạch rồi mình luộc ở trong nước sôi khoảng 10 phút lao cho thật là khô rồi sau đó mình nhúng dầu mình tha hai bề mặt của lá để cho lá nó không có bị khô mà khi bánh nó chín nó dễ tróc ra nữa lá thì các bạn nhớ mua cái loại lá chuối non nha hôm nay mình không có mua được lá chuối non cho nên mình mua cái lá chuối già thì cái bánh sẽ ra nó sẽ không được trắng bằng lá chuối non nha các bạn rồi mình cần thêm 500 ml nước lọc cần thêm nữa 500 ml nước nấu hoặc là sôi chút nữa hai cái loại nước này mình sẽ pha chung lại với nhau để cho ra cái loại nước ấm mình pha vào bột bởi vì cái loại bột này không có nên sử dụng nước nóng hay là nước lạnh mà phải là nước ấm nha các bạn thì mình nhồi bột khi mình tạo hình bánh nó mới dễ được ha bây giờ mình sẽ cho bột nếp vào cái tô hoặc là cái thau gì cũng được mà cho nó rộng rộng ha hai bịch bột nếp nha các bạn mỗi bịch là một phao ha bây giờ mình sẽ cho vào bột nửa muỗng cà phê muối Cái đến là nửa cốc bột đậu xanh tương đương 86 g Cho bột đậu xanh vào để bánh có cái độ giòn các bạn Còn nếu như bột nếp không thì ăn cũng cũng được Nhưng mà nó không có cái độ giòn sực sực nó không có ngon Nó dẻo nhẹo à Nó không có nhai nó không có ngon miệng được Cho nên các bạn cho cái bột đậu xanh vào thì bánh nó rất là ngon Thì cái bột đậu xanh các bạn vào siêu thị Hàn Quốc hay lên lên mạng mua cũng có nha các bạn Bây giờ mình pha nước để trộn bột nước để trộn bột phải là nước ấm, không phải là nước lạnh, cũng không phải là nước sôi. Mình sẽ cho nước sôi vào nước lạnh sẽ cho ra nước ấm. Cái khâu này rất là quan trọng. Nếu mà mình sử dụng nước lạnh thì bột không có nở, không có dẻo, mình tạo hình bánh rất là khó. Còn nếu mà mình cho nước sôi vào thì bột nó quá dẻo, mình cũng do viên không có được nha các bạn. Cái khâu này rất là quan trọng, cho nên mình nhắc đi nhắc lại ha. Mình sẽ cho vào đây 850 ml nước ấm nha các bạn cho từ từ vào bởi vì từng cái loại bột nó hút nước khác nhau cho nên mình cho từ từ còn bánh canh á, thì mình cho giúp phát một lần chứ mà bột nếp này á, mình phải rưới từ từ chứ nếu mà mình cho nhiều nước quá đó nó nhỏ nhẹt á là hư bột hư đường không có làm được nha các bạn còn nếu mà khô quá á, thì bánh nó không có ngon mà cũng khó tạo hình bánh nữa mình trộn tới trộn lui vậy nè cho bột nó hút hết nước trộn càng nhiều thì cái bánh này nó càng dẻo càng mịn càng ngon ngừng lại tiếp tục chế nước vào cứ cho từ từ vào không có nên cho một lần lỡ nó nhão á là mình tạo hình bánh không có được luôn nha các bạn nếu mà mình làm bánh canh á thì mình phải cho nước sôi vào bột giúp phát một lần còn bột nếp thì mình phải cho từ từ vào nha nhưng mà không sao nếu nhão các bạn thêm bột còn khô các bạn thêm nước nó cũng dễ nhưng mà cái công thức của mình rất là chính xác, mình xin nhắc lại nha. Hai bịch bột nếp ha. Nửa khúc tinh bột đậu xanh. 850 ml nước là vừa. mình trộn xong rồi, mình sẽ nhồi ít nhất là 5 phút. Nhồi càng nhiều thì cái bánh nó càng mịn nha các bạn. Nhồi cho đến khi bột nó không còn dính tay nữa là được. Nhìn nó không nhão mà nó không khô, vậy là vừa đó các bạn cái số lượng nước còn dư lại là 150 ml mình sẽ không có dùng mình đổ đi bởi vì cái phần giới thiệu hồi nãy là 1000 ml đó các bạn tức là 4 cốc nhưng mà mình xài có 850 ml còn lại 150 ml mình sẽ đổ đi nha các bạn không có sử dụng hết ha nếu mình sử dụng hết thì bột rất là nhão nha mình xin nhắc lại một lần nữa nếu mà sử dụng bột vĩnh thận thì các bạn phải giảm lại cái lượng nước này nha rồi mình nhồi bột xong rồi đó bây giờ mình sẽ đậy lại chờ bột nở trong khi đó mình đi làm chuyện khác mình sẽ xào nhân cho vào cái chảo này 300g đường thốt nốt hoặc là đường nâu cũng được 1 phần 3 muỗng cà phê muối mình nấu cho cái đường này nó tan ra đường thốt nốt là ngon nhất nó thơm mà ăn tốt hơn những cái loại đường khác nữa rồi mình cho vào đây một bịch dừa nạo dừa này sử dụng dừa đông lạnh nha các bạn một bịch ha khoảng một pound bây giờ mình cho vào đây một muỗng cà phê vanilla tức là vanilla đó các bạn cho nó thơm ha cho cũng được không có cũng không sao nha các bạn mình xào cái dừa này lên cho nó rút bớt nước lại cho vào đây hai muỗng canh bột bắp cái phần bột bắp hồi nãy mình quên giới thiệu với các bạn ha cho bột bắp vào cho nó dính nó dẻo dễ tạo cái nhân nha các bạn dễ do viên đó rồi mình cho đậu phộng rang vào đậu phộng rang rồi giả dập dập sơ sơ thôi cho vào cho nó ngon bây giờ mình sẽ xếp lá sẵn ha Đến chút nữa mình gói cho nó nhanh dùng hai cái tấm lá các bạn nhớ là để cái phần có găng ở phía trên nha nó xếp lại hình cái quặng đó cái phiểu đó các bạn rất là dễ các bạn nhớ các bạn có gan các bạn để lên trên nha chứ nếu mà làm lộn á, là khi bánh chín hấp ra nó dính lại gỡ bánh ra không có được nha các bạn nếu mà tấm lái nào nó dày quá thì các bạn xếp một tấm thôi không cần hai tấm còn nó mỏng thì các bạn phải xếp hai tấm nha đó cái nhân dừa á, mình đã do viên tròn rồi mình làm sẵn cho nó tiện ha mình do viên tròn mỗi một viên là khoảng 35 g ha không có to quá hay không có nhỏ quá 35 g là vừa rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu gói bánh nha các bạn trước hết thì mình lấy một cục bột mình do cho nó tròn lại nha nè rồi mình dùng cái ngón tay cái mình ấn xuống mình xoay mỗi cục bột là 90 g nha các bạn đặt cái viên nhân vào mỗi viên nhân là 35 g ha túm lại túm cho thật là chặt lại luôn do cho nó tròn lại, rồi mình dùng một cái chén dầu á, mình thả cái cục bột vào chén dầu, đến chút nữa bánh hấp xong nó chín á, nó không có bị dính lá chuối ha, mình lấy ra nó dễ, rồi thả cục bột vào chính giữa cái phần lá chuối nè, đó vậy nè, rồi mình xếp mấy lại, các bạn quan sát mình làm nha, rất là dễ. Gói bánh ít thì nó có rất là nhiều cái cách gói như các bạn nhưng mà cái, cái cách gói này nó rất là dễ nó căn bản nó dễ lắm bánh ít thì các bạn gói cho nó nhỏ nhỏ mà nó có cái góc nhọn cao lên vậy nè đặc biệt là cái bánh ít nhân dừa nó nó phải nhỏ nhỏ cao cao nhìn mới được nha các bạn còn cái bánh ít mà nhân đậu xanh đó thì nó thấp hơn nó bự hơn rồi mình đã gói xong rồi đó các bạn bây giờ mình sẽ sắp những cái bánh ít này vào cái sừng mình gói rất là đều rất là đẹp nè các bạn mình để cái mỗi nhọn chút xuống phía dưới ha để cho khi hấp á, bột nó chảy xuống cái góc của cái bánh đó thì nó mới có góc nhọn nó mới đẹp được nha chứ nếu mà bánh ít nhân dừa mà không có cái góc nhọn phía trên á là nó xấu lắm đó các bạn quan sát mà làm ha cái góc nhọn phải để chuối xuống vậy nè rồi mình sắp bánh vào sửng xong rồi đó mình sẽ đem cái sửng bánh này mình đi hấp lúc đầu thì mình hấp nhiệt độ cao thời gian khoảng 20 phút và sau đó mình hạ lửa xuống trung bình còn 15 phút tổng cộng là 35 phút là bánh chín mình để thật là nguội mình mới gỡ ra nha các bạn bánh rất là đẹp nhọn cao ha nhưng mà không có được trắng bởi vì do cái lá chuối nó già nó không phải lá chuối non đó các bạn nhớ mua lá chuối non là tốt nhất ha mình ăn thử một cái rất là ngon nè độ ngọt rất là vừa phải bánh có độ dẻo giòn Gina, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào tạm biệt hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video kế